Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Và các bạn hỏi Trang rằng hoa chiều tím là gì? Thì Trang có 4 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn. Đầu tiên đến là chúng ta tìm hiểu về hoa chiều tím là gì, đặc điểm ý nghĩa của hoa chiều tím. Thứ hai, công dụng của hoa chiều tím là gì? Thứ ba, lá của hoa chiều tím có độc hay không? Và cuối cùng thứ tư, những lưu ý dành cho bạn. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu về vấn đề này thì đây là video mang kiến thức dành cho bạn. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu hoa chiều tím là gì, đặc điểm ý nghĩa của hoa chiều tím. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hoa chiều tím là gì bạn nhé. Thì hoa chiều tím hay còn gọi là nhất sinh, nó có tên gọi khác đó. Và cái nguồn gốc xuất xứ của nó từ Mexico và được tìm thấy ở cái vùng rừng nhiệt đới ở châu Phi và châu Mỹ. Và ngày nay hoa chiều tím được thấy nhiều nơi trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Thì đặc điểm của hoa chiều tím như sau. Nó là một loài cây thân thảo, sống lâu năm thì nó sẽ hóa gỗ, có vân màu nâu đậm các bạn nhé. Và cái lá của nó giống như là lá lúa vậy đó. Nó rất là dài và nhọn, khoảng là 10 đến 15 cm. Và đặc biệt lưu ý đó chính là nó sẽ mọc thành từng bụi, có nghĩa là nhiều cây riêng lẻ hợp lại thành từng bụi. Nơi nào có khí hậu tốt và thổ nhưỡng tốt đó thì nó sẽ có thể cao đến 1 mét so với cái cây chiều tím đó. Và hoa chiều tím thì nhìn bên ngoài bạn sẽ thấy nó rồng giống như cái miệng kèn saxophone vậy đó. Và nó có 5 thì, có màu tím rất là đẹp. Và nhìn kỹ vào bên trong thì sẽ thấy nhị hoa, nó có màu trắng đục dính vào bên trong cánh hoa. Và cánh hoa của chiều tím thì sẽ nở vào ban mai và sẽ tàn vào buổi chiều. Và cái cánh hoa này rất là mong manh. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu một cách sơ lược về hoa chiều tím cũng như đặc điểm nhận dạng rồi. Thì các bạn sẽ thấy rất nhiều ở những công viên hay là ở những nơi công cộng, hoặc là có nhiều nhà trồng ở phía trước để làm hàng rào được các bạn nhé. Vậy ý nghĩa của hoa chiều tím là gì? Thì hoa chiều tím nó sẽ mang cho mình một ý nghĩa như sau. Đầu tiên là đây là một loài cây, một loài hoa có sức sống cực kỳ mãnh liệt, có nghĩa là những nơi khô cằn, khí hậu khắc nghiệt nó vẫn phát triển rất là tốt các bạn nhé. Tiếp đến đó chính là màu sắc tím của hoa chiều tím thì nó sẽ mang ý nghĩa là thủy chung, hoặc là nói về một tình yêu nên thơ lãng mạn. Chỉ cần bạn tặng bông hoa này cho đối phương thì nó sẽ nói lên tình yêu mà bạn muốn dành cho người đó. Và cuối cùng đó chính là nó sẽ giúp cho bạn tạo thành một cái hàng rào để lọc bỏ những cái bụi bẩn, hoặc là tạo một cái bức tường xanh để lọc không khí một cách tốt nhất. Thì đó là những ý nghĩa mà hoa chiều tím mang đến cho tất cả các bạn. Phần thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công dụng của hoa chiều tím là gì. Thì công dụng của hoa chiều tím, một là trồng để làm cảnh, làm đẹp cho khuôn viên nhà, hoặc là những nơi công cộng người ta trồng để làm đẹp hơn. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là một bức tường xanh để chắn bụi bẩn cũng như là lọc không khí cực kỳ tốt. Thì đó là những công dụng mà hoa chiều tím mang đến cho tất cả mọi người. Thứ ba, các bạn hỏi Trang rằng lá của hoa chiều tím có độc hay không? Thì câu trả lời là chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chứng minh một cách cụ thể là lá của hoa chiều tím có độc các bạn nhé. Nhưng để an toàn tuyệt đối cho trẻ em hay là những ai muốn đụng đến cái nhựa hoặc là cái lá của hoa chiều tím, khi chúng ta bẻ ra mà chúng ta ngậm vào miệng đó thì chúng ta cần phải cân nhắc, bởi vì để tốt cho sức khỏe của mình thì tuyệt đối không nên thực hiện những cái hành vi đó bạn nhé. Và trẻ em thì cho tránh xa ra. Phần thứ tư, những lưu ý dành cho tất cả các bạn. Hoa chiều tím thì rất dễ trồng và các bạn có thể trồng một cách đơn giản ngay tại nhà của mình, hoặc là những nơi công trình công cộng thì không cần phải tưới nước nhiều, nó vẫn sống được và nó phát triển rất là tốt. Nên trồng ở những nơi có nhiều ánh nắng thì cây sẽ phát triển tốt và cho hoa sẽ đẹp hơn, màu tím sẽ đậm hơn. Nếu như bạn trồng trong bóng râm thì nó sẽ phát triển chậm và màu tím của nó sẽ nhạt hơn rất nhiều. Tiếp đến là nó rất dễ bị rầy, cho nên là khi bạn trồng thì bạn cần coi xem coi có bị sâu, bị rầy hay không để chúng ta phun thuốc trừ sâu nữa các bạn nhé. Và các bạn lưu ý khi trồng thì nhớ làm hàng rào để tránh trẻ em đến là bứt lá ngậm vào miệng, bởi vì chất nhựa của hoa chiều tím thì chưa có nghiên cứu là có độc hay không, nhưng để an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của tất cả mọi người thì chúng ta cần phải rào lại và quan sát trẻ em thật kỹ để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thì đó là những gì mà Trang có thể chia sẻ đến tất cả các bạn, cũng như đã giải đáp thắc mắc mà các bạn đang mong chờ về cây hoa chiều tím này. Nếu như thật sự video ngày hôm nay có ích đối với các bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithuytrang.com hoặc là Dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là Dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.